Dịp lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu di chuyển của khách hàng tăng cao. Từ đầu tháng 8, giá vé máy bay dịp này đã tăng cao hơn ngày thường 1 đến 2,5 triệu đồng một chặng. Các hãng bay đã chủ động tăng cường bay đêm trong giai đoạn cao điểm để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. Tỷ lệ lấp đầy trung bình các đường bay nội địa trong giai đoạn cao điểm ghi nhận ở mức trên 90%.